Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn một cái video như các bạn đang theo dõi. Và trong video này thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng các graph stack để các bạn có thể là tạo thành một cái video như thế này. Vậy thì cái việc tạo video như thế này làm như thế nào ở trên PowerPoint 365? Trước khi bắt tay với chương trình này thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi các video mới nhất hàng ngày nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái new slide mới. Và trong cái new slide này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái shape hình chữ nhật ở trong đây. Sau đó thì các bạn sẽ in đậm cái này lên một chút. Và chúng ta sẽ bỏ cái phần outline đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ insert một cái text box ở trong này. PowerPoint Academy. Rồi, các bạn sẽ lựa chọn cái phông chữ. Sau đấy là chúng ta sẽ to cái phông chữ này lên. Rồi, chúng ta sẽ chọn phông chữ màu trắng. Sau khi mà các bạn lựa chọn xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần Format, chọn về Align, căn giữa này. Rồi, sau đấy là căn giữa ở đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần vẽ một đường. Đây các bạn, chúng ta sẽ vẽ một đường này. Các bạn bấm vào Insert, chọn Shape. Rồi, chúng ta sẽ đổ màu cho nó, màu vàng. Và các bạn sẽ bỏ Outline đi. Xong rồi, thì bây giờ các bạn sẽ lưu ý thêm cho mình nữa. Đấy là chúng ta sẽ tạo một cái hình vuông ở phía sau. Đây các bạn. Thì các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ nhân cái bản cái này lên cũng được. Các bạn bấm phím Ctrl D để chúng ta nhân bản lên. Các bạn sẽ kéo rộng cái hình chữ nhật này ra bằng cách đấy là chúng ta sẽ thử xem là nó đã che lấp được cái chữ này hay chưa. Đây, chúng ta sẽ thử xem nó che lấp được hay chưa. Thì chúng ta sẽ vừa rồi thì các bạn sẽ dừng lại. Đây, mình sẽ kiểm tra lại. Đây các bạn. Rồi, ok, mình cảm thấy ổn rồi. Nào, bây giờ sau khi mà các bạn đã thực hiện xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu các bạn sẽ cắt cái nền này bằng cách là chúng ta sẽ đục thủng cái nền dựa vào cái chữ này nhá. Các bạn sẽ chọn nền trước này, sau đây bấm Shift, chọn về chữ và các bạn sẽ chọn về format, trong này nó có mớp sharp và sharp check. Đấy, bây giờ nó đã đục thủng rồi các bạn nhá. Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra cái phần đục thủng này thì các bạn sẽ bấm vào cái phần màu vàng, các bạn bấm vào, chọn send to back. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xem này. Đấy, sau khi nó đục thủng rồi thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái nền ở phía sau đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm hiệu ứng cho chương trình này. Các bạn sẽ lựa chọn hai hình khối này và chọn Animation. Chúng ta sẽ bấm vào Add Animation Live. Rồi, bây giờ sau khi mà các bạn chọn Live rồi thì chúng ta sẽ chọn hướng Left. Đấy, nó sẽ đi từ phải qua trái. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm vào cái phần này để chúng ta xuất hiện cái đường tròn màu đỏ và đường tròn màu xanh. Thì các bạn sẽ kéo cái này ra. Các bạn sẽ kéo hết cái đoạn này. Đấy. Và quá trình kéo này các bạn có thể bấm vào phần View, bấm vào phần Grid Lines để chúng ta sẽ kiểm tra được nó đã thẳng hàng hay chưa. Đây. Rồi, tiếp tục đối với cái phần khối này, chúng ta sẽ bấm vào và các bạn kéo đường tròn này. Và nhớ là chúng ta sẽ bấm giữ phím Shift các bạn nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Có lẽ là chúng ta nên kiểm tra xem là nó đã chạy hay chưa. Nào, các bạn bấm Preview. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần ngược lại.
mình sẽ xóa cái phần màu vàng thì nó sẽ trả lại cái phần màu trắng, đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình như sau. Các bạn tiếp tục lựa chọn Shift hai hình khối này và chúng ta sẽ bấm chọn Animation Live. Bây giờ các bạn sẽ lựa chọn hướng quay nhé. Khi nãy thì chúng ta chọn Left rồi, bây giờ các bạn chọn Right. Các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta chọn xong rồi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần này và chúng ta sẽ kéo cái phần màu xanh này về cái hướng gốc ở bên này. Đấy, và cái phần màu đỏ thì các bạn sẽ kéo về cái vị trí ở đây. Tương tự đối với hình khối này thì các bạn cũng sẽ kéo cái phần màu xanh, cái điểm gốc màu xanh này về cái mũi tên ở đây. Rồi, màu đỏ kéo về cái điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Đấy các bạn, như vậy là nó đã thực hiện cho chúng ta hai cái đường rất là nhanh rồi. Nào, bây giờ các bạn sẽ xem nhé. Đây, nó sẽ trả đi cho chúng ta một đường rồi. Bây giờ các bạn sẽ quay lại này. Đấy, thì nó cũng rất là đơn giản trong cái quá trình. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay thì mình chỉ lưu ý với các bạn, đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng và cái hướng quay. Đấy, các bạn sẽ sử dụng cái hướng quay và cái quá trình mà các bạn di chuyển thì nó sẽ có các điểm màu đỏ và màu xanh, thì chúng ta sẽ lưu ý cái phần đấy cho mình nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập ngày hôm nay. Các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy bấm like, share và subscribe để theo dõi các video mới nhất hàng ngày.